giờ anh làm gì? Em... anh làm gì? Anh đi buôn lậu đúng không? Không phải, anh làm việc bằng cái đầu. Em là làm việc bằng trong tay nên nó rất là khó, kiếm tiền nó ít. Còn anh là làm bằng cái đầu. Ra cái đầu là chắc xác rồi đúng không? Tiền nhiều. Nhưng mà tôi cũng không có chấp nhận được nha. Tôi cũng không chấp nhận được. Không, rửa đấy giờ nó xài vô cũng được đấy. Không có rửa đấy à? Bây giờ chưa nói chuyện mà chưa nói xong mà tại sao anh hứa với em mà nói? Hello, xin chào cả nhà nghe. Nói chung là chúc cả nhà một năm mới thật là nhiều sức khỏe và niềm vui nha mọi người. Thì bây giờ cũng không biết nói gì các bạn. Nói chung là con vợ mình nó xem thương mình quá mọi người. Hôm bữa giờ là cả nửa tháng nay mà nó ấp máng mình. Thì nó tức nghĩ đàn ông mà gì xin nó là nó không cho các bạn. Nó tức giống như là cái đầu mình nó nổ lên mọi người. Nên là hôm nay mình quyết định nha các bạn. Hôm nay mình quyết định là mình sẽ làm một cái việc mà hầu trước giờ mình không làm luôn mọi người. Nói thiệt các bạn luôn, mình nghĩ rằng là mình sẽ làm được ngày hôm nay luôn. Nhưng mà đỡ làm được ngày hôm nay á, là bây giờ mình phải gọi cho thằng em mình. Đó, đường nào mình phải gọi cho nó giúp đỡ thôi các bạn. Cho bây giờ biết làm sao. Thì bây giờ á, là giờ mình tắt cái máy quay là mình sẽ gọi cho một thằng em của mình nghe mọi người. Mình nhờ nó giúp đỡ, các bạn. Đỡ mà mình có thể thớ giận đánh cắp của một người đàn ông với một người con vợ. Nói mình tức chịu không. A few moments later. Thì mọi người nha, thì bây giờ nãy giờ mình cũng mới gọi cho Trung Trị Trâu rồi mọi người. Đó các bạn thấy không, đây nè. Đó mọi người thấy chưa, đây nè, hú mới vờ sao anh nhắn tin số tài khoản anh chuyển khoản qua em 50 triệu nha. Đấy các bạn thấy không, đây nè, thằng chuyển cho thằng Trung 50 triệu này mọi người thấy chưa, đúng chưa, chúc anh con em. À, các bạn thấy không? Thật ra mình nói thiệt bạn chứ, mình hôm nay á, mình sẽ cho các bạn biết. Mà cũng hên xui lắm bạn. Không, nói chung là hy vọng rằng là mình sẽ thành công nha các bạn. Hôm nay mình nhất định sẽ đập củ tỏi củ hành một bữa nha mọi người. Thôi bây giờ mình sẽ xuống ở dưới nha mọi người. Mày đừng có quay chứ con vợ mình đã vô nha các bạn. Cúm 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 sắp 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 e nhảy nhảy mặt ra sau đi, vợ chồng nói lại coi nha, tí còn tí nó tí xuống cái chú bằng tay được cái đậu xanh giờ, bữa giờ lâu lắm rồi hả vợ, lâu lâu làm gì sao, 20 ngày rồi. Ngày nào tôi cũng đưa tiền cho tiêu hết mà mày 20 ngày vậy, anh đâu có cần tiền. Ý anh nói là 20 ngày rồi á. Lâu lắm á vợ. Xin lý á. À, thấy bình thường. Cả tháng cũng được cá đậu. Em bình thường nhưng mà anh đâu có bình thường. Ý, sẵn đây cơ hội em nói em là vàng là bạc luôn á. Bà nậu bà đi rồi. Bà dẫn gạo với cốt qua nhà cô hai đậu. Nói em với cơ hội luôn á vợ. Cơ hội con thằng cu sao? Mình ra đâu mình rất vui tối đi. Vui. Nhưng mà con thằng cu nó cũng cùng ở mặt á. Thằng cu này nó nhỏ nó biết cái gì? Nó biết giờ nó không biết nhưng mà nó ngó được, nó dồn được. Em đừng làm khó anh những cái đoạn này nó thích cái vợ. Cái đoạn này anh đang hứng mà tự nhiên mất gì vợ kiếm mất hứng có tìm để vợ. Đặt nặng cái lột giá vợ nha. Đậu xanh, em nói lại. Không bữa giờ nửa tháng này hay là em có chuyện gì em cứ em xa lánh anh nè. Dạ mẹ em nhìn mẹ ra tình gai ưa quá chứ. Ê, bà nậu đi đâu? Chịp nhặt tung tức nhặt con dùm nha. Sắp tao tùy tao. Đé không đé vợ. Vậy em đâu phải vợ anh đâu, em vợ ai chứ đâu phải vợ anh. Ê, tôi mà không vợ anh rồi, nhưng con nay con của ai? Cái chuyện về thằng cu thì tôi chưa hỏi, nhưng nó nhỏ tôi chưa biết, tôi tính xét nghiệm ADN á. Mà tôi đi đâu người ta không nói. Cu vợ nói gì cái chuyện. Thế anh con gà. Người ta nói là con gạo với con cốm là nó giống anh, còn thằng cu đây là nó giống ai á, nó giống ông nào á? Nó giống tôi. Nó giống tôi, cái bạch đung đẹp hơn mạch anh à. Không cỡ thằng cu bố á. Cái chuyện xét nghiệm ADN tính sao? Đấy. Cơ hội thì ra là rất của tôi hắn lại. Gần 20 ngày quá. Ờ, giờ 30-40 ngày nữa cũng liên quan tới tôi vậy đó. Tôi không chịu, tôi không cho là làm gì đẩn lặng như được. Thôi, anh có gì sai xin lỗi mày. Đấy. Xin lỗi mà. Dạ. Mệt, dẹp. Này. Nói không là không, nói tôi đé là rớt miệng luôn á.
Thế thôi giờ dài anh thiệt luôn á, bây giờ anh gái anh cho 1 triệu để bụng to quá ấy, kiếm 1 triệu mà ông nghẹn ông cho 1 triệu bà nấu dữ ba, nghẹn triệu tôi đem không vậy nẹp tôi nẹp nhãn sướng không nè. Ừ. Quỷ sao sao đi ấy một cái chồng đàn nó không có ưa nha, nó không có ưa 1 triệu tôi không có thích nha, tôi không có tôi tiền nó to nó mấy đấy 1 triệu anh nói thiệt anh nương hứa anh cho 1 triệu anh cho không là không có 1 triệu 2 triệu vậy mà có ăn muối có ăn đi biết tự nhiên cho má tao vậy đi ngủ ngủ ơi đỡ cho làm thịt mẹ chú ấy còn nhà ông đi ngủ ơi ông nhớ đi ngủ ơi đi anh em vô đây vô ngủ cứ đi giờ nha, nó không là không nha, nó không to cuộc đời không. Chứ vậy em cần nhiêu? Béo, biến. Thương tiền mà dở ơi. Ừ. Thôi giờ dài. Bây giờ anh bóp ga buộc bụng luôn á. Một nháy 10 triệu. Ông làm gì tôi như em bánh trả tiền này. Ông làm gì mỗi lần ấy ông trả tiền. Chứ tại sao em cho anh? Tôi không thích. Tôi thấy mặt ông đưa gai ưa tôi không thích. Mẹ ông năm o quá tôi mưa vậy vậy tôi thích tôi tỏ vậy làm gì tôi làm gì thường thường người ta ấp má được 1-2 ngày cái em ấp gì mà nửa tháng tôi 20 ngày ai chịu đâu anh chịu nổi béo lên não anh điên luôn á điên đem hỏi anh điên luôn á 10 triệu đấy đi ra rớt của tôi đúng không ấy giải đúng không ấy đó không mà không có không có bà già ở nhà anh nói em cơ hội tròn cho chứ lấy bà già bà ít khi đi lắm không có bà già ở nhà lại dở chịu miếng không đi nói tạm làm nhà nó không ưa mà không có 10 triệu rồi gì hết 5 triệu 10 triệu rồi gì hết không chứ ấp gì lâu quá là chảy máng anh nói là nó ráo nước bây giờ á nhưng mà giờ tôi thích ốc vậy á, giờ tôi không ưa nữa, giờ cái mặt ông tôi không ưa, gai ưa quá, giờ tôi không có thích cho. Nhưng mà đầu ốc lâu nó ráo. Nó ráo thì còn nó khô cái gì đâu. Nó khô nước hả? Nó khô sao đâu. Dớ, 10 triệu cũng chẹo, giờ muốn nhiêu. Cái đồ quý, làm cái đồng kia nó hết, bị đẹp 5 triệu, 10 triệu rồi. Nhé đồ ngu. Làm như... đi ra ngoài kia anh bắt đã tiền rồi mà lỏng nhé đủ đưa tiền rồi đá đi ra ngoài kia đi kêu lên kiếm mày gái á không anh làm vậy là anh xúc phạm em anh hiểu không cái gì xúc phạm bà anh kêu anh làm một nháy anh cho anh 10 triệu là anh xúc phạm em á anh hiểu không em người em cái tự trọng của em chứ sao em nói lại ý là anh nói là em hiểu nè ý là lâu rồi cũng có bây giờ là gần 20 ngày rồi bây giờ ấy vui còn anh dư 10 triệu anh cho em chứ hiểu không nhưng mình quy ra cho nó cân bằng vậy thôi chứ thực ra đâu phải vậy có 5 triệu 10 triệu vậy đó tôi không cần thế hey. Rồi không ông làm như tiêu cứu tôi anh bánh trả tiền lại làm gì cơ người tôi dở dãi đâu dở dãi vậy thì anh bánh phải trả tiền cho anh dạy em là do là bà già mà đi cơ hội tốt anh nói em cơ hội ngàn vàng luôn chứ ngàn vàng gì vậy thanh xuân một khách quý ngàn vàng em nghe câu bây giờ bà già không có ở nhà coi như giống như thanh xuân vậy nó ai? không có ưa không có cho không cho nha bữa nay đi chào với tên tôi cho mình cứ gì là cứ nói trời đất ngàn rất cũng tới cũng đồ nha sao em cứ nhắc gì với tên tùng để trồng với anh chi vậy ông mà còn nhét tiền bạc đồ rất bạch tôi nữa tôi đá đá giờ lục nghe nha cái mặt không có tiền mà cứ làm phát à có đồng kê nào dính trong đó đâu mà hơi ra 5 triệu 10 triệu được mặt lén nhìn mặt thấy ghét à nhìn mặt đã không ưa lấy đâu có ra cảm hứng đâu mà hứng đâu có mà kêu cho anh nên nghĩ vậy làm vậy giống quý quá à nhá thiệt á thôi bây giờ anh nói phát chót luôn một nháy anh cho em 50 triệu được chưa vui gì em thì mẹ nhà mẹ thành hăng hô là nói có tem đây này anh nói em này thành hăng hô nói có tem không nhưng mà tem của anh em thấy bắt ra lâu cái tem này tem giá lần đây là tem thiệt
Lần này tem thiệt. Ông nói như gạo cốm rồi á anh ha. Anh nói tem thiệt là tem thiệt. Một nháy 50. 50 triệu luôn á. Anh hứa với vợ luôn, anh với Giang anh làm chó. Một nháy 50 triệu được chưa? Tiền đâu? Anh nói với em là anh thích cái đoạn là bà già đi bán. Ở nhà hai vợ chồng rất củ tỏi củ hành giả chơi. Nó vui. Cảm giác anh lạ là chứ. Em hiểu không? Em sao dữ. Đấy được không? Không có tiền mà sao cứ nói chi vậy hử? Chi vậy? Không có được nhờ nó. Đấy là quan trọng là bây giờ một nháy 50 triệu em chịu không? Được không? Con gái hết sữa. Tôi kêu là đưa 500 triệu đi mua sữa kêu không? Anh có tiền. Mày giờ mạnh miệng kêu 40 triệu rồi không nháy. Đâu cái đầu cung cung vợ cứ nuôi dốc quyền mỏ. Bây giờ anh hứa luôn một giết 50 triệu nhanh mà gì đâu 5 phút 10 phút 50 triệu anh nói em làm tiền đâu có hiểu không thiệt không 50 triệu á đồ hằng hô nói là có tem một giết 50 triệu nhưng mà nói em biết anh rồi nhanh lên em biết là nhanh rồi nhưng mà em không tin. Em biết là nhanh rồi nhưng mà em không tin. Em anh nói vậy em không tin. Thiệt không? Thiệt. Không ấy nói thiệt đó. Anh đã nói rồi một giết 50 triệu. Con ngủ với con đi. Đi vô lấy cái mệt. Điều này còn nó không có giờ này nó không có ngủ được. Giờ mà chim đây nè. Quan trọng hơn. Hảo. Ý này anh nói thiệt không? Một giết 50 triệu anh nói thiệt. Anh nói thiệt. Thiệt. Nhanh mà đúng không? Nhanh thiệt. Trời ơi tiền em đã quá. Nghĩ tiền đảo à? 50. Dạ. Nói thiệt sẽ nghĩ được em nhớ lắm mà. Mà sao nhìn mày em ăn gai ước với em. Em bực mình em cho. Vậy mình làm liền tôi đeo em. Đấy. Nói lại cho. Mà làm gì đã có tin rồi. Chứ tự nhiên ông làm cho ông kêu tôi không có tiền. Đấy. Đấy. Biết. Làm nè. Bây giờ nói là phải có tiền. Nói có tiền phải có cái gì chứng minh rồi chứ. Tự nhiên không nói không vậy. Chứng minh sao? Đấy, sáng dạ, đưa. Nói tấm lại này. Tấm lại được cho. Ừ. Có tiền. Thì cho, còn có tiền. Bị không? Ủa, sao tính ra sao vậy em? Đấy thì anh nợ, con lý. Đấy. Ủa, bây giờ em nói lại là em cho rồi á. Em cho rồi á, nhưng mà đưa tiền trước đây. Là bây giờ đưa 50 triệu là rất của tôi, rất của hành giả rồi. Chúng ta giờ rất mơ cứu cũng được nữa. Không. Không. Dạ. Đồ bây giờ anh cho lấy số điện thoại em luôn á. Đâu em lấy điện thoại em ra anh gọi thằng em anh đánh cắp một người em đánh cắp mua đánh cắp nó chuyển với em 50 triệu. Cho mượn người ta ai mượn người ta không muốn lấy gì em bị điên hay sao vậy mượn 50 triệu ai cho thế bây giờ anh không có tiền nhưng mà tiền đó là tiền của anh em hiểu không anh chấp nhận luôn 50 giết. Rồi lấy điện thoại em ra anh thì anh chuyển luôn anh điện thoại anh gọi cho nó chuyển cho em trực tiếp luôn được chưa? Tay chừng nào tiền chưa tài khoản tôi ấy chứ là muốn nói chuyện muốn dốc thành não đâu can đảm cho mượn 50 triệu. Đây nè anh nói em nè bây giờ anh con cho thằng em anh chuyển cho em 50 triệu luôn. Ok chưa? Phải cầm điện thoại nha ngồng chờ. Nói có sách mày có tính. Nói tiền liền nhé. Nói có tiền coi không? Mọi người mà nó đánh cắp. Thấy vậy chứ thằng Trung nó thương anh đấy. Bao nhiêu cũng được. Anh Trung rồi em. Chứ sao đấy. Rồi dạ. Chứ sao vậy? Alo. Alo. À ý em chuyển qua cho số tài khoản vợ anh ít tiền. Thì chuyển 50 triệu đấy. Ê mì, đừng khốn nạn. Chuyển ơi à, nhắn, anh nhắn số tài khoản của vợ của anh cho em rồi á. Chuyển 50 nha. Là ngày sáng mai được không? Có gấp không? Cái đầu vọng mày ha. Không không nem cho sao được không nha chỗ anh em vợ chồng anh có cái gì nói em tiếng không sao đó nha mày máu dữ vậy máu dữ vậy thì em nói chung em cũng nợ vợ anh mà em xin vợ anh là có gì đó thôi
Thôi được rồi em, nói được nem chục thôi được rồi, nem chục đó, hiểu không? Hàng lực của em phải 49 triệu mà anh đó, em chỉ muốn kiếm triệu mà em lương triệu từ mày. Mày giỡn sao mày? Nem chục. Mày phải nhanh này cho em đổi á nha. Nhanh của mày ăn củi cái, nhớ đi. Đã thành cái quần sao hối mệt dưới mày tụi tao méo lên tao não đây, em cứ chuyển đúng số anh cần thôi nhé nhé dễ nha. Số tài khoản là anh gửi qua bây giờ, anh gửi qua cho em luôn á nha. Rào rào mày chuyển đúng tên nha, chứ mất 50 triệu chết anh nha mày bị mày nổ dữ mày qua vụ đạn chuyển nhanh đi nhé. Thôi nha, mai ba mai mai ba uống ly cà phê anh thấy chưa, cầm điện thoại lên anh thấy chưa. Em thấy chưa? Đang ngu chờ chừng nào tiền vô rồi mới nói chuyện. Cái đầu anh nói thiệt em không có hiếu anh. Chưa vô mà cứ. Ấy là em ấy là em tưởng anh giỡn em hả? Sao chứ đây, nữa nè mà cầm cái điện thoại đây, ngước mắt vào nhìn màn hình tự nhiên sáng. Đó. Chuẩn bị nó nghe cái tin này. Đây nè. Em không tin anh nói em. Đây nè, đánh cắp của sự đánh cắp. Cầm đưa đây đi. Tin nhắn tới tự. Đây, đưa đây. Đỡ gần chỗ em, anh sợ lỗ tay em nó yếu. Hai ông đồ trì nó riêng nhau cũng cái bài cũ. Tin tin. Mở điện thoại lên. Coi đây, đúng không? Có tin rồi chưa? Chưa. Chàng lâu. Rất con ngủ đi con. Được rồi. Nhưng mà anh cu nó chưa ngủ, đỡ nó ngủ hả? Ê, bà đừng có lặng lại nha, hồi nãy bà nói với tôi em có tiền là thằng cung nó ngầu đó cũng cỡ nó. Nó nhỏ nó biết gì đâu, nó dồn nó mơ mấy cái dồn nó cười cho nó biết gì. Nó ngu quá à, đâu mà. Em làm gì vậy vợ? Cho anh làm gì anh nùng, còn không thâu đỡ tấu chứ làm thứ gì mà nhỉ bè đủ quý đó mà. Gì quan trọng như vậy? Ê đừng có giỡn nha, giỡn nha. Không là chướng lại cho tôi 50 triệu đi. Đây, chướng đi, chướng cho tôi 50 triệu đi. Cho làm gì nông nghệ đó, tép rửa đồ cho làm gì dữ vậy? Đây, chướng đi. Chứ làm gì nông nghệ hen. Ấy, làm gì đâu cái đó đi đám rồi, cái gì cái thứ gì làm gì ào ào. Cái gì bà? Bà mở tép nỉ đâu mà tôi thấy rồi mà. Đi. Chưa. Dạ. Chưa dạ, đám... dạ, dạ. Vô ngay. Mà cho anh làm gì từ từ với cái thứ vậy? Quả chứ là tôi cho chứ làm gì cái thứ gì mà làm như con rớn rồi rớn cái. Thế là tôi trả chị 50 triệu rồi nha chị ạ. Bà nhớ 50 thì sao? Bà chứ ông làm gì ông làm tôi như cái gọi vậy là mà ông làm một giấy ông chưa chính tôi muốn 50 triệu thử. Mẹ giờ tôi chưa nói chuyện với ông ngồi xuống đây. Ngầu xuống. Này à. Ngầu xuống đi. Dạ là thứ ngầu em tí. Ngầu im đó. Tụi nói ông ở đâu ra đem chục kẹo. Tụi nói ông ở đâu ra cứ khói ông cái vụ mình. Tại sao mà ông gọi thằng Bi một cái là ông yếu tiền liền cho anh này. Ê, để em đừng dỡ bài em nhận đem chục rồi. Đây à. Em làm vậy? Em hỏi anh làm gì tiền, bây giờ tôi hỏi này tiền ở đâu ra? Vậy thôi, em chiếu lại anh em chụp. Còn lâu nha, tiền nó lại vô số tài khoản tôi đầu là khóa. Chứ đừng có chuyện trai không lẽ quyền của tôi. Anh biết em giỡn đúng không? Không em. Anh giỡn đúng không? Bà, lâu lâu má bà mới yên lòng. Lâu lâu bà mới yên lòng, chứ làm gì có gì vậy? Không có thông là không nha. Giờ em hỏi anh nè, tại sao anh cano cho ông Bi một cái là ông chiến tiền qua tin tin liền. Anh có tiền mình anh mượn nó nhiêu được, một tí thôi tao mượn 50. Vậy là anh mượn ông. Phải anh nói chuyện vậy thôi, với tiền của anh với đủ anh tiền. Tiền của anh là anh nhiều mà có tiền. Phải anh giấu em bà, mà anh lại đưa cho ông Bi mượn dùng Bi một phát một ông chiến qua một cái rốt. Nói. Tiền ở đâu cỡ anh? Miếng anh trộn mình chấp thôi chứ. Vậy tôi nói cái mặt của ông nha, cái bán mặt của ông nha. Tiền ở đâu mà ông giấu tôi đạm cái đạm lột giá ra ngoài luôn rồi. Ui. Bây giờ làm bây giờ nha. Cũng không là không nha. Ồ bộ ông chứng ông tin. Ông tin tôi nhỏ em mà cũng chuyện của em nè. Tại sao tiền ở đâu có? Bây giờ anh đi ăn trộm đúng không? Anh đi ăn cướp ăn trộm nào đúng không? Hay là ông mua lậu đúng không? Nói giờ nè, hai vợ chồng mình không gần gãi. Mình thiếu tiền mình mới cần cãi, đây mình dư tiền mà em hiểu không? Phải dư tiền, tại sao dư tiền? Bây giờ tôi hỏi giờ nhờ em hỏi anh làm gì có tiền chứ ạ? À? Anh giống tôi tại sao trong khi đó đi làm như cũng đâu cũng bà mà tôi hỏi bây giờ tôi không có tiền mà anh không bao giờ chỉ tiền mà em bây giờ. Bây giờ ông đó mức đường cùng rồi ông mới nhé tiền ra. Em có hiểu,
không phải làm tiền là mình làm mình kể những con trâu con bò là có tiền đâu, em hiểu không? Bây giờ làm gì em... anh làm gì, anh đi buôn lậu đúng không? Không phải, anh làm việc bằng cái đầu. Em là làm việc bằng trong tay nên nó rất là khổ, kiếm tiền nó ít, còn anh là làm bằng cái đầu. Và cái đầu là chắc xác, em hiểu không? Tiền nhiều. Nhưng mà tôi cũng không chấp nhận được nha. Tôi cũng không chấp nhận được. Rửa đấy, giờ nó sạch vô cũng được đấy. Không có rửa đấy ở bây giờ chưa nói chuyện mà chưa nói xong là tại sao anh hứa với em mà nói anh chịu 50 triệu mà có 49 triệu rồi. Tài khoản này vô số dư có 49 triệu rồi nha. Tại do hầu đấy là tiền ở trời rớt xuống mạch tôi, đập vô mạch tôi à, cho nên là tôi không có nói không nha. Chứ tài khoản này có 49 triệu này. Coi đây đó, nói đâu có sai đâu. Đúng không? Cộng 49 triệu mà do hồi nãy là tiền máu vô cho nên tôi ngậm hàng lại không. Đồ mà nó chắc không mà. Không nói không có tim, nói chung 50 mà mi mất 1 triệu là tôi cũng chịu đâu. Có tim rồi á vậy, có tim. Đồ mà tao tôi nói ông ngẩn ngừng mà nói chiếm 50 mà có 49 là ngẩn mất tim rồi. Ông mất tim rồi ông Hân ơi. Thì bây giờ tao đó anh chiếm thêm 1 triệu rồi. Không chịu, nói chung hết hiệu lực. Nói chung này giờ hết hiệu lực. Giờ ơ tự nhiên có 49 triệu rồi. Thì chó ổn định rồi ạ. Đổi gì mà gọi nó. Giờ anh quá. Chứ nói hứa sao chỉ 50 triệu mà tự nhiên có 49 triệu à. Tại nhà nãy tôi đang hưng phấn quá cho nên tôi mới nói không. Má thì khốn nạn thôi bao mẹ rồi. Bao liền nhớ làm gì có chuyện mà nghe mấy. Không giờ tôi biết rồi nha. Mẹ thì chó này đủ lụm của mình triệu nó không đâu. Thôi bây giờ anh chứng triệu rồi, đồ để triệu 1 triệu đêm mai đó nhặt mua. Không dẹp, no. Không giờ tôi đi hả nha. Chứ làm gì làm em mà riêng anh chứ. Anh làm gì là anh mượn nó 50 triệu em 49 thì quyền của anh em biết nha. Tự làm gì té thì té đi nha. Cuối cùng là vợ cũng không được tin. Mà nợ thì vẫn cứ mang, ok. Bây giờ làm gì đó đâu. Để cho bé ơi cuộc đời của ông á. Mẹ giờ em nói luôn nè. Hồi nãy giờ tôi thấy mấy quay nhấp nháy kia rồi. Nhưng mà còn anh muốn làm gì anh làm, tôi không quan tâm. Tiền nó vô tài khoản tôi rồi, ổn định rồi. Nha. Bây giờ anh làm gì cỡ anh. Trời ơi anh em chụp. Mà sao đây nha, show đây nha, cho tôi đạp á. Chờ. Cái gì? Trời ơi anh em chụp. Làm gì có tiền, cái vụ kia á cờ. Em chụp tiền làm công việc á. Công việc gì cỡ anh với ai anh ngu đáng chịu chứ vậy, nói vậy. Tình chờ. Đông trí trâu lụ. Ok xong.